mình dắt nổ máy và dắt bằng côn bình thường. Tựa lưng, tựa cái hông vô đó, tựa cái hông vô tay côn rất mềm nhá, tay côn kìa, không làm cho xe tắt máy được, được chưa? Không bao giờ được làm xe tắt máy, không thể được cắt. Tắt máy là khực luôn. Tay côn như Đông hay nói là khi tập off road á, tay côn là tay thần kỳ. Khi mà chạy on road á